đúng không? Sẽ được sẽ ghi như bạn rồi. Quy quy thì sẽ ghi mày. Bố sẽ quy quy thì sẽ xem của bạn. Ừ. Kêu vào không? Cô ở nhà không ăn à? Từ chờ bố nghe chứ. Từ. Đây. Có bao không? Anh nói nó mùa này không còn rau gì ăn hết trơn á, chỉ còn lại rau lan thôi. Bây giờ hai mẹ con của Di ra đây thấy ớt về để ngâm. Nắng quá nó cũng hấp chết hết rồi. Bà nói là mà vàng đậu đũa rồi nè cô chú. Bên đây một vàng, bên kia một vàng. Chỗ này bây giờ nắng nóng quá à. Khu vực ở Hồ Bắc này nè cô chú, một ngày 37, 38 độ. Nắng nóng mấy rau nó héo, có nhiều loại nó chết, không có sống nổi. Rồi à, cắt ớt đem vô. Cái này chín luôn rồi. Chín đỏ rồi. Bữa hổm giờ cũng lâu rồi, không có ra hái. Trái chín đỏ nhóc hết trơn. Hai mẹ con đi thêm thiếu hai chai nước nữa. Nắng nóng sợ khát nước. Đây nè cô chú. Mấy cái già già gì đem đi muối là vừa luôn. Hồi non cũng đem muối nha. Không có được. Chín luôn. Ăn dạ thì giờ lo đi. Có kềm rồi. Em biết chưa. Lưỡi rồi khó. Nó là thái lạng thái to lì họ trái xì lì ở xì mưa tông gì đâu. Sao chêu mấy giờ tôi thọ à? Ừ, tôi thấy mấy giờ rồi. Hôm nay hái được có chút xíu ớt thôi cô chú. Nắng quá không còn bao nhiêu hết trơn á. Ớt chắc cũng hái thêm đợt hai đợt nữa nó cũng nguội hết trơn rồi, không cần nữa đâu. Bà bán thủy cha bà. Hồi gãy của bà nội bây giờ chỉ còn lại dâu lan ăn được thôi. Với sắp tới là cái đậu đũa này nè. Qua tháng sau trời bắt đầu nó đỡ nóng đó. Lúc đó thì trồng nhiều loại hơn, lúc đó có rau nhiều để ăn, và bây giờ thì chỉ còn một vài loại. Thì bắp của mấy bác này là có thể hái vô được rồi đó, già hết rồi. Bên đây thì của bà bác quét rác. Còn phía bên này là của bà bác ở một mình. Hay lại chơi với bà nội bé thòi đó cô chú. Bà bác nào cũng trồng hết. Chắc cỡ vài bữa nữa thôi là mấy bác cũng đi chặt bắp vô hết rồi. Ở mấy thôn kia thì người ta chặt hết rồi, còn thôn Duy trồng sao nên là tới giờ vẫn chưa. Dây bồng nó bò lên tuốt cái cây ở trên đây luôn mà không có trái chăng gì hết trơn. Đó không mua đâu. Chưa trồng chút mà cao là ờ cái này tới tháng 7 âm lịch là chặt cho được cơ chú. Ở chỗ Di thường thường mấy bác hay bó chổi bằng cái cây nè. Cây này nói ra tiếng Việt cây gì Di không biết nữa. Đợi cho nó khô rồi cái đem vô bó chổi quét. Hồi đem ớt vô nhà rồi Di với bà nội bé Sòi đi qua bên cái gãy bắp ở bên kia để hái bắp cho mẹ của Văn Xanh. Hồi sáng chị có điện về hỏi bà nội là bắp ăn được hay chưa. Nếu như ăn được thì hái cho chị một ít, chiều nay chị về chị lấy. Thì hồi nó hai mẹ con của Di đi hái thì ông bà nội chồng cũng tới vài gãy nữa cô chú. Có
có một rẫy bắp ngon để dành ăn, còn mấy rẫy kia thì cho gà cho vịt ăn. Ngầu đó. Thủy cha, tự hỏi xin cha chúng mình à. Hồi nãy là hai mẹ con của Di hái vô được nhiêu ớt rồi nè cô chú. Để đây hồi chiều về rửa ngâm. Bây giờ tiếp tục đi ra gãy bắp để hái bắp. Để hồi nữa mẹ Giang Xanh về lấy. Thôi giờ cầm cái cây này đập gùi nè, mà đập có dính đâu. Mới vừa dơ lên cái lỡ bay mất tiêu rồi. Bà nội bác hồi năm nay trồng bắp được 3 chỗ cô chú. À, 2 chỗ kia thì trồng cho gà ăn. Còn cái chỗ này là trồng bắp ngon nè. Đợt rồi cuốc mua cái hạt về cho chồng đó, chồng ở bên đây để cho khi nào mình nó lớn tới ăn được á thì mấy bác, mấy cô, mấy anh, mấy chị ở trên thành phố về sẽ lấy. Ông bà nội dưới đây chồng. Rồi bữa nay mẹ Giang Xanh muốn ăn một ít nên là điện nói bà nội. Bà nội giờ đi ra hái cho chị ăn ít nè. Má chứ có sàn rồi đi Khánh. Cái đồ vô mua cho ông nội xòi kìa cô chú. Đợi, ở đây mà nghe cái tiếng e vậy. Bông giải. Ở đây mấy cây bông giải sắp ra bông rồi. Đây. Năm nay cũng tính trồng ít mà không còn chỗ nào có đất trống để trồng hết trơn á. Nó không có trồng luôn. Nữa tới mùa bông giải chỗ này nhiều lắm nè cô chú. Chị sẽ đi ra đây quay nha. Cỡ mấy bác ở trong thôn. Hồi năm rồi là trồng tuốt ở trên cái ngọn đồi ở trên kia, trồng bắp ở trên kia. Năm nay ở bên kia trồng đậu phộng với đậu nành rồi. Không có đất ở trên kia để trồng nữa. Mấy cái cỏ này ông nội xòi xịt giờ nó cũng béo béo vàng vàng. Hôm giờ ông xịt là ông xịt ở trên cái đồi ở trên đây nè. Đây, nó xây. Nó sang là. Nhưng mà làm mấy đầu tư kể rồi. Ừ. Ông mới chứng số. Ai sợ phải là bà. Chỗ này là bắp ngon để dành ăn nè. Nhưng mà nó cũng chưa có bự hung. Chỉ có một ít thôi. Vài bữa nữa bự ăn được á là cô bác anh chị về đó. Cái này là bắp tím nè cô chú. Đợt đó cô Út mua mấy loại luôn. Này loại tím. Rồi loại trắng nè. Rồi loại vừa tím vừa trắng có luôn. Để hồi bà nội chặt xuống này Di lột ra cho cô chú xem nha. Cái này là bài cơ. Cái này là mấy chữ hào. Thông châu này có thể ăn được. Vừa ăn rồi đó. Để Di kiếm thêm trái màu tím nữa nha cô chú. Phải vậy thấy thương mà nội bé xòi tối ngày cứ lên đồi lên gãy không có đi đâu hết trơn. Nhớ nhà ở quê nè, trồng sẵn vậy nè. Tới khi nào mà tới ăn được á thì cái điện lên. Mấy bác mấy cô về người đem ít đi đem lên cho thành phố ăn. Cái lá phải thèm chứ.
bởi vì mấy bác mấy cô cũng thương bà nội, có cái đồ ăn gì cũng đem về cho bà nội hết trơn á. Cái này nó còn hơi nhỏ nè, nó vẫn còn nhỏ mà chú ơi, chưa có gì mà ăn. Mỹ hồ rồi mà. Cái thái lại này mới đâu. Rồi đi khỏi ra chứ gì chưa. Cái này được có mấy hạt thôi. Nhìn nó tiếu tiếu ghê thôi rồi chú. Thì đem về cho mấy con gà nó mổ. Thử ra được như ở đây rồi. Cái loại bắp này ngon nè cô chú. Dẻo ngon. Còn cái bắp cho gà bên kia nó cứng nhắc à. Nó mà già chút xíu rồi nó cứng ăn không nổi đâu. Bữa hai bữa nữa cũng ra đây kiếm mấy cái trái già già chút xíu về làm bắp bắp xào. Đây bà nội chặt đi đụng vô. Hồi nãy ra xanh dễ. Đừng ít lãng là. Hả? Ít lãng là. Ơ sư tua cơ là. Bà nội hơi được 20 trái chưa, nãy giờ hơn 20 rồi đó. Ơ sư chì đó. Cái đó chia khổ khăn thôi. Hủng hủng ra. Ừ, trên hộp ha. Trên hộp em rồi. Hộp ha. Nội hỏi thấy cái bắp này đẹp hơn. Đẹp hơn coi chú. Vô là. Cái loại này trái nó nhỏ hơn cái bắp trắng. Trái con nhau có tại với mê là. Hả. Con nhau có tha lộ phải chứ là. Ừ. Con nhông có bể như mày. Sao con nhông có xét nhá. Ừ. Chúng ta mà dùng. Bảy đứa mì tay tiền à. Ừ. Ủa? Mắm ơi. Thô là. Anh nói lỡ chặt cái chặt nhầm cái cây này luôn. Còn nhỏ xíu à. Bắp nào. Cái đó giờ gái nó phải bụng. Bắp bây giờ khó tính là mẹ chặt lộn này, bắp non. Cái râu đẹp quá ha cô chú. Khô bắp. Tới phải chặt cây sầu mắng cầu quả. Đầy vỏ. Đó là gì bà? Như cái hoa rèn bà? Xì bà? Từ tới biên xong chứ. Hai mẹ con của Di đi thăm tổng thống. Chỗ này chứ ơi chú. Chỗ này cũng là của nhà Di chồng luôn nè hả bà nội chồng nè. Chứ ngay chỗ này nữa. Chỗ này là bắp ngon đó. Đi thăm đầu phòng. Khoai lang thì giờ trồng bên gãy bên kia tập trung trồng sát cái đường đi luôn. Ở dưới đây bà nội có một gãy bắp nữa nè cô chú. Trồng thì đủ chỗ quá chứ. Ê! Sầu xin. Dưới đây nè cô chú. Đây cái con gãy bắp bà nội nói ở phía đó là gãy bắp cho gà ăn đó. Đậu phộng ở trên đây nữa. Bà nội ở đây nhiều năm. Bà nội quen ở đây. Bây giờ Di đi theo bà nội gì ta cơ chứ. Chứ mốt già nữa chắc Di cũng giống như bà nội giờ vậy. Cái cái东西, à, hoa hoa này面条那条是做这个东西回家。嗯。都嗯都成熟那条拿刀回家。đây nè cô chú, là cái cây dành dành cái loại mà lấy cái hạt này nè, là trồng đợi nó gì à, già sẽ hái vô. Cái này thì làm thuốc chứ làm màu thực phẩm. Bây giờ thấy có cây nó ra trái vậy đó, có cây chưa? Chắc cỡ năm sau, cuối năm sau nữa thì nó mới ra điệu, tới lúc đó mới có nhiều.
两个，这个姑娘小。妈，这个明年入收了啊。明年入收。嗯。奶奶那么小了，有鸡蛋给我看有了啊。这里是那毛啊，羊就是羊鹅，一个就。嗯，我们油菜花吃完了，有花生了，可以去打油了啊。也不那样嘛，油啊花甲扔hết了，tới đậu phộng rồi nè. Đậu phộng có cũng đi ép dầu luôn. Nó đậu tươi tốt rồi nè, coi chưa. Đây. Lên tới trên đây luôn. Ở đó tính là cô trồng vậy là không trồng bắp được chứ. Nhưng mà cũng có bác lên đây cũng trồng sang kẻ với mấy cái cây dành dành luôn. Sao cái dế có gì xô lạ à? Tháo sao? Tháo sao mà lại nhổ đem về. Ô, phi là Dạ chi à? Dạ chi. Cái cái con cậu này là cái gì ha, cái này hấp phá lại là ha, à lão sư hấp cậu này, của mình sẽ hậu ý điện ạ, và nhà này hậu ý điện, ừ, mà sáng có hoa xuân là, mà là cái gì thế thôi, cái bên kia là, còn có là, cái hoa sen là, đều có. Hào tố à? Cậu có đâu sẽ mua số cậu quán à? Ừ. Chết thì đang cậu, mới có thêm một chút kể thật. Nó hát xe bán. Nhưng khi nhàn cho dư, khi ta mình trông nhờ sâu lên sâu lên bệnh. Ừ, vẫn mang bán cậu à? Ừ, mới mang bán cậu. Mày đi, tôi gần như bà bà tạo xong đi chỉ chú chí. Ừ, xa cơ dế này mà hẳn mãn rồi. Ừ, xa cơ dế hẳn mãn đi. Mai, xía, tự hoài xoay là xoay đi, à, tay từ cháu đi. Ừ. Tháng sau là bà nội rất là bận rộn luôn ông bà nội, phải đi gom đậu phộng cho cô. Thế có con đang có gì khỏe gì cao chi gì? Ừ. Thế dầu thế mà nó xào đi trong phủ cầu đi. Sao cái gì này mà anh chỉ xô hoa xô? Tôi gia gia là chủ phan kỳ gì mà phải lại xưa à? Dù xỉ lẹ chê nè, ủa hỷ đãi vừa văn này mà. Ừ. Cái phí đang cao lắm. Rằng là ý kiến chất đại bài bảo hóa điện, chứ có giá phát đạn. Rằng là họ bù kênh đi cao. Ừ. Thái giả đi. Thái giả là bù sản xuất lại. Bắp này hồi về chị cũng lấy vài trái luộc ăn. Nãy hai mẹ con cũng chạy xe rồi. Giờ này là gần 5 giờ chiều. Trời vẫn còn nắng chang chang. Là bắt gì rồi rồi. Chị nè nè. Lì bay à, lì bay ù. Ấy, bây giờ lội bộ lại cái chòi đằng này nè, để chuẩn bị cho gà vịt ăn buổi chiều. Cho Hảo à. Dạ, cái đó dễ chịu dễ cô rồi. Chị mới vừa đi hái bắp với bà nội bé xòi xong, cho ông nội chí thị á lại nói cho ông mượn cái xe ba gác đi để ông chở bắp về, để xe hôm qua đi chở hàng đi để ở bên đây nè cô chú. Bây giờ về nhà đi chạy cái xe ba gác qua bên trước cửa nhà bà nội bé xòi đó, để cho ông lấy xe ba gác chở bắp. Bắp bữa nay ông chở về đó. Bây giờ từ từ là bây giờ mấy bác ở trong thôn là
đem bắp về nhà hết rồi đó. Nhân cái bài nhân cái hại cái. Hả? Kéo xem phân chưa đẹp à? Giờ lửa bỏ vô đây, hồi cho mẹ Giang Sanh về lấy. Tôi thích ăn được cái gì đó. Tôi nhập không có hàm của tôi cả. Hàm một chiếc thịt. Đây, cho cái đá cái đá của tôi. Cho ra hàm. Cho cái thái lạnh. Cho cái thái lạnh. Cái nào ngon thì đem cho. Còn cái nào không ngon thì dành lại. Cái gì vậy? Tao ấy tỏi gì? Ừ. Thì sao sôi rùi à? Ừ. Và bán hai tầng sắp tôi xử thêm à? Ngọt ra, nãy giờ cũng đầy cái vỏ này rồi. Chào mừng cô, chào tất cả mọi người. Xin chào mừng cô, rất mới yêu mình, rất mới yêu nè. Cái thau quả. Còn anh xì lãi rồi quả, sòi ngủ rồi. Tôi sẽ ăn đây à? Tôi có ăn xong rồi. Tôi sợ. Tôi hãy... Tôi chỉ gần à? Anh xin mình sợ. Hả cho bắp đem đi luộc ăn. Cái này để dành cho con chơi. Ôi ôi sao ha là mới đi chút xíu mà ướt áo rồi chứ nóng dữ lắm. Con chở bắp vô rồi đó thôi chứ tại vì hồi sáng thì đem chặt rồi giờ chở vô à. Hồi nãy về bà nội với xòi lựa lựa ra mấy cái chay bắp ngon ngon cho mẹ Giang Sanh, bà chừa lại cho Di 4 trái bắp kia cho bà đi luộc mấy cái trái này lên bà ăn được rồi chứ. Còn nóng hỏi à, tôi ngủ một chút ăn hồi về luộc thêm mấy trái kia nữa. Mấy trái mà nó ăn gì nè cô chú, nhưng mà nó ăn nó mềm, nó ngọt nha. Nhưng mà có điều bắp hồ tiếu này ăn xong cái tay dính màu tím hướng gì luôn. Mẹ bố ăn về. Mẹ bố ăn tới tìm bắn về đó. Hồi sáng mẹ Giang Sanh điện về, nó đem bánh về xòi tròn sáng giờ đó coi chứ. Nhanh lên. Đây nè. Nhanh lên. Hãy về chỉ có lấy thêm ít ớt nữa. Kìa. Ta xua. Nhanh nhanh nè. Hả? À, chỉ có Giang cái chị này về. Giờ chỉ đi. Nghe đây cảm ơn. Nghe đây cảm ơn.
Dạ con 2 thùng sữa nè. Con 1 thùng anh nhân xanh thùng. Con không thích hả? Bánh nè. Mở ra coi thử nha. Dê chấm bánh thích không? Nãy con có cảm ơn không? Nãy con nói làm sao? Ừ, ai cho gì phải cảm ơn nha. Anh nãy khui rồi đó. Ai cho gì phải nhớ cảm ơn nha thầy. Về ăn thầy đó nè. Cái này cho tứ tứ. Cái này cho tứ tứ.